Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, bế giảng hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Sau 5 ngày diễn ra hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với các bài giảng phong phú ở nhiều ngành nghề, hội thi đã thể hiện thông điệp Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đổi mới sáng tạo, thích ứng hội nhập, nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Tại tỉnh Hòa Bình, tham gia hội giảng có 7 giảng viên tại 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm Trường Cao đẳng Nghề Sông Đà, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình và Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình. Với kỹ năng sư phạm, các giảng viên tham gia đã có nội dung bài giảng phong phú, đổi mới phương pháp, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, tạo môi trường học tập tích cực, tính chủ động sáng tạo của người học. Kết quả tỉnh Hòa Bình đã xuất sắc đạt 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.